Ngày 11 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP, Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án giết người mà nguyên nhân là trả thù cho người thương bị sàm sỡ. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Thanh Tiến, 17 tuổi, ngụ Lý Tự Trọng, 6 năm tù, Tôn Thất Trần Thanh Tú, 16 tuổi, ngụ Lý Tự Trọng, Quy. Hải Châu, TP, Đà Nẵng, 3 năm 6 tháng tù, cùng tội giết người, theo cáo trạng, tối 6. Tháng 2 năm 2020, Tiến, Tú và chị L, NKT, 17 tuổi, ngụ P, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP, Đà Nẵng, ngồi uống cà phê trên đường ông Ích Khiêm P. Thanh Bình, quận Hải Châu, TP, Đà Nẵng, T, kể với Tiến về việc bị Phan Minh Hải, 19 tuổi, ngụ P. Thanh Bình, sàm sỡ, Tiến vốn thích T, nên nghe vậy liền rủ Tú đi, trả thù, Tú điều khiển xe máy chở Tiến về nhà Tú, lấy một cây đao dài 68cm, đến quán cà phê ở đường Lê Thánh Tôn, Quy. Hải Châu, thì thấy Hải cùng nhóm bạn đang ngồi bên trong, Tú cầm đao nhảy xuống xe, xông vào quán, thấy vậy Hải đứng dậy cầm ghế nhựa định đánh trả nhưng bị Tiến chém thẳng vào đầu, chân rồi ra xe Tú chờ sẵn, trở về. Hậu quả, Hải bị vỡ lún sọ tụ máu màng cứng, hai vết chém ở chân, thương tích 28%. Ngoài bản án giết người, các bị cáo đã bồi thường một phần cho Hải, Hải không yêu cầu bồi thường thêm.